Minh xin chào tất cả các bạn đang xem cái video clip này ha. Lời đầu tiên là Minh muốn giới thiệu các bạn về một cái nội dung mà hôm nay Minh sẽ chia sẻ, đó là những cái lời chia sẻ chân thành từ việc mình có những cái trải nghiệm trong cái thời gian qua, và mình thấy cần thiết mình phải lan tỏa những cái giá trị ở trong cái clip này đến các bạn càng nhiều càng tốt. Mình không phải là người trực tiếp tạo ra những cái sản phẩm hay là những cái nội giá trị về nội dung, mà là mình là người tiếp lửa và là người là lan truyền, góp phần lan truyền ra những cái giá trị ở trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Thì đây là chiếc loa, mình gọi là chiếc loa pháp thoại, hay các bạn có thể nói gọi nó là chiếc loa khai trí, chiếc loa hạnh phúc, chiếc loa bình an, chiếc loa trừ tà, trừ ma quỷ các kiểu, thì tùy theo cái góc độ mà bạn tiếp cận thôi. Thì thực chất đây là một cái loa bình thường, có thể là nghe nhạc được, nghe đài được, nghe học tiếng Anh được, hoặc là nghe những cái bài pháp thoại được. Và cái giá trị lớn nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn không phải là về cái sản phẩm này nó có những cái tính năng gì, mà chính là những cái nội dung bên trong nó bạn ha. Lát nữa thì mình cũng sẽ có một cái phần giới thiệu về cái sản phẩm này, tại sao chúng ta không có sử dụng những chiếc loa Bluetooth hiện đại, hoặc là chúng ta mở bằng điện thoại hoặc là tai nghe điện thoại, mà phải sử dụng đến cái loa này. Thì đầu tiên á thì mình sẽ nói về những cái nội dung bên đây, bên trong chiếc loa này. Thì khoảng bên trong đây nó có 1.210 bài pháp thoại được tổng hợp từ những cái bài giảng trên YouTube của thầy thiền sư Thích Minh Niệm ha, rồi thiền sư Thích Nhất Hạnh, rồi những thầy khác rất là nhiều về về tìm hiểu bản thân nè, những cái chủ đề về tìm hiểu bản thân nè, rồi cuộc sống hôn nhân gia đình, rồi chuyện dạy con, rồi tìm hiểu về tâm linh, những cái lời bài pháp về mà lời dạy của Phật Thích Ca, rất là nhiều thứ khác có trong đây. Thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Phạm Duy. Trải qua nhiều ngày phi nước đại hướng tới ngọn đồi xanh lơ tận cuối chân trời, chú ngựa hoang đã thấm mệt. Chú đành phải dừng lại, ăn cỏ và uống nước trên thảo nguyên quen thuộc. Nhưng hôm nay, cũng đồng cỏ này, cũng dòng nước này, sao thấy thơm ngon quá, sao thấy thanh tịnh quá. Làm để làm gì? Làm để sống. Dĩ nhiên, không làm thì lấy gì mà sống. Nhưng sống là gì? Câu này bắt đầu khó rồi đây. Click vào đã là một cái nhân duyên, ở lại và nghe đến cuối clip, nó thật sự là các bạn có duyên luôn ha. Giống như là các bạn lỡ đến nhà mình chơi thì ngồi nghe mình tâm sự nói chuyện tí xíu về cái chủ đề về cuộc sống, về tâm linh ha. Nói thật á, là trước đây á, những cái bài pháp thoại là có khi mà lướt ở Facebook, lướt YouTube á, các bạn có chia sẻ, các bạn có share hoặc là nó đập vào mặt mình luôn, mình cũng không có bấm lít chuột một cái nào để mình xem các bạn nha. Đến khi mà gặp chuyện rồi thì mình không biết lý do nó tại sao, mà mình đi tìm cái nguyên nhân nó và mình tìm cái lời giải cho nó, thì mình tiếp cận được rất là nhiều cái thứ mà mình phải hoảng hốt thốt lên. Tại sao trước giờ mình lại không tìm hiểu nó, không biết được nó, và người thân hay là những cái người xung quanh chúng ta không có nói cho chúng ta biết, hoặc là nếu mà có nói thì chúng ta cũng không quan tâm đâu, tại vì ở trên những cái thước phim đẹp của cuộc đời đó các bạn, thì các bạn sẽ chưa có gặp những cái cảnh mà khổ đau, đau buồn, hay là những cái cảnh mà các bạn phải quay về với cái nội tâm và tìm hiểu về cái nội tâm của chúng ta ha. Những cái mà đầu tiên đó là của thầy Thích Minh Niệm ha, thiền sư Thích Minh Niệm, và nó được chuyển thể đọc giọng đọc từ cái cuốn sách là Vừa Làm Vừa Chơi của thầy Thích Minh Niệm ha. Ở những cái đầu khúc sau thì có những cái nội dung về thiền, hướng dẫn thiền, về những cái bài pháp
về những cái bài giảng về hôn nhân, gia đình, về cuộc sống, đủ các kiểu hết. Nói chung là giúp khai mở nhận thức và cái tri thức cũng như là cái trí tuệ của con người chúng ta ha. Con người chúng ta hơn là vật ở cái chỗ là chúng ta có suy nghĩ được, có tư duy được, có trí tuệ được. Và sẵn đây mình chia sẻ các bạn luôn. Thì các bạn đừng có ngần ngại nghe, các bạn cứ nghe đi, các bạn tập trung nghe thì càng tốt, nghe nhiều càng nhiều càng tốt. Có thể nghe đi nghe lại 1.000 mấy trăm bài này, các bạn nghe đi nghe lại cũng khá là lâu mới hết á. Các bạn có thể mở tối ngày sáng đêm cũng được nữa, các bạn để cho ma quỷ xung quanh cái môi trường của chúng ta nghe để chuyển hóa, để biết tu tập và để hướng thiện hơn, không còn quấy gối hay là không còn những cái ác. Con người chúng ta có những cái tâm ác, tâm xấu ở trong sẵn trong người, và bên cạnh những cái tâm tốt thì thế giới vô hình, thế giới của những cái cõi giới khác mà chúng ta không có cảm nhận được bằng những cái giác quan đó, thì nó cũng có thể là nó nghe được những cái nội dung vào trong cái bài lời giảng, trong những cái nội dung này thì cũng có thể là có sự chuyển hóa, và nhiều người đã kiểm chứng được cái việc này rồi ha. Mình cũng nói thêm về cái dự án lo pháp thoại này là do thầy Trần Việt Quân, là một cái người cụ CEO của cái hệ thống Bách Khoa Computer và cái hệ thống mà bán lẻ mà máy tính và những cái linh kiện đồ công nghệ các kiểu đó các bạn, hiện tại vẫn còn trên thị trường. Thầy Quân thì hiện tại đã chuyển hướng qua giáo dục, khi mà mở những cái trường đào tạo, những cái dự án cộng đồng về sống tử tế, sống đào tạo những cái lớp trẻ trong thế hệ mà tương lai con em của chúng ta đó. Thì cái dự án 1.000 dự án lo pháp thoại với 1.210 bài này là những cái cộng sự trong cái dự án của thầy Quân tổng hợp, tuyển chọn và chuyển định dạng từ những cái video ở trên YouTube thành những cái định dạng MP3 để chúng ta có thể dễ dàng lưu trong thẻ nhớ hoặc là trong cái USB. Thì tổng cái dung lượng của 1.210 bài này nó khoảng tầm 13 ghi mấy các bạn ha. Thì có những nơi người ta bán sẵn có kèm theo thẻ nhớ 16 GB chứa 1.210 bài pháp thoại này, hoặc là các bạn có thể là tự mua cái lo hoặc là bất kỳ thiết bị nào khác. Chúng ta chép vào điện thoại, chép vào trong thẻ nhớ hoặc trong USB để chúng ta cắm vô những thiết bị này, hoặc là chúng ta chép vô điện thoại nếu mà có bộ nhớ lớn để chúng ta nghe. Nhưng mà lời khuyên của mình á, khi mà mình làm cái clip này á, là mình muốn giới thiệu cho bạn một cái phương tiện để chúng ta có thể nghe liên tục, nghe thời gian dài và cho nhiều người cùng nghe, và nó có tác dụng hồi hướng cho rất là nhiều thứ, ngay cả con người chúng ta khi nghe. Có những người là rất là cứng đầu, dạng là không muốn nghe, không muốn hiểu, nhưng mà nếu mà họ chịu nghe rồi họ cũng sẽ chuyển hóa, chứ không phải riêng về những cái người gặp vấn đề và như chúng ta trong cái đời sống tình cảm và công việc, hoặc là có cái độ tuổi mà muốn tìm về cái bản thân, nhìn sâu vào bên trong, tìm hiểu nội tâm ta là ai, ta đến với trái đất này để làm gì, rồi tại sao có những cái chuyện thế này thế kia nó xảy ra, nó không có như mong muốn của mình, và cái tâm nó hoạt động ra làm sao, có những cái tính cách như thế nào, chúng ta có thể dùng phương pháp gì để chúng ta chuyển hóa, hoặc là chúng ta ý thức để chúng ta kiềm chế được, chứ không phải là đụng chuyện gì chúng ta cũng phản xạ như một cách là phản xạ ha, gọi là phản ứng, giận lên thì có thể nói bất kỳ câu nào, hành động không có kiểm soát được. Thì những cái lúc đó thì mình biết chắc chắn là cái con người chúng ta sẽ có những cái lúc mà chúng ta bị mất kiểm soát, không ý thức được là mình đang tồn tại, không ý thức là cái việc mình đang làm luôn các bạn nha. Nó giống như là nó rơi vào vô thức. Thì cái việc này mình đã từng bị rồi, và mình không muốn nó lặp lại trong tương lai và trong những cái người khác, mà biết để phòng, để thực tập, để phòng tránh những cái thứ đó ha các bạn. Thì cái nội dung nó thì mình nói là cực kỳ hay luôn ha. Ngoài cái việc mà tìm hiểu, nghe những cái nội dung trong đây, có những cái ngày bạn bị tụt mức năng lượng xuống, không muốn làm gì cả hết, thì các bạn có thể là bật nghe lên và các bạn sẽ hiểu ra
rất là nhiều thứ, và các bạn sẽ có lấy lại được tinh thần, các bạn có thể vượt qua được sự cô đơn, sự hờn giận, sự ghen ghét đố kỵ. Nói chung là đủ thứ các thể loại hết. Bạn nào mà có cái tinh thần học hỏi, cởi mở thì nó sẽ dễ dàng nó tiếp nhận hơn là những cái bạn mà cứng đầu, cứng cổ và kiểu mà bảo thủ á. Các bạn biết là cái cuộc sống của chúng ta nó vô thường lắm, là mọi thứ nó đang vận hành, nó đang chuyển động, nó đang thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Cho dù bạn không cảm nhận được thì thực tế nó vẫn đang vận hành, đang vẫn thay đổi. Cái đó là quy luật các bạn ha. Tại vì cái nhân quả, cái quy luật nhân quả là nó sẽ ảnh hưởng đến vô thường. Có nghĩa là có nguyên nhân này, có nguyên nhân điều kiện này, điều kiện kia thì nó sẽ dẫn đến kết quả này, kết quả kia, nó rất là phức tạp. Chứ không phải là đơn thuần, nhưng mà để chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nó. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái phần là chiếc lo này ha. Tại sao mà mình giới thiệu các bạn chiếc lo này mà không phải là những chiếc lo khác? Thứ nhất là về giá thành nó, chúng ta có thể dễ dàng chúng ta tiếp cận nó một cách dễ dàng, và chúng ta không cần mua những thiết bị đắt tiền. Thậm chí những cái lo như thế này là Sony họ bán cũng 700-800 ngàn, mua rẻ gì cũng 500 ngàn các bạn ha. Nhưng mà chúng ta phải kết nối với điện thoại, smartphone hoặc là những cái máy tính này kia. Trong khi đó chúng ta có thể nghe ở bất kỳ đâu hoặc là ở trong nhà. Cái này chúng ta cũng thể mang theo được ha, bỏ túi quần được á, như có cái điện thoại đập đá gì thôi. Và chúng ta có thể đeo tai nghe bằng việc là chúng ta cắm vào cái jack 3.5 đây, tai nghe. Ở này không, bản này không có Bluetooth, hoàn toàn là không có Bluetooth hết các bạn ha. Nhưng mà dữ liệu đầu vào để chúng ta đưa nó thì chúng ta có thể chép vào trong USB những cái bài mà pháp thoại, những cái bài mà học tiếng Anh, những cái bài ca cổ, cải lương, âm nhạc các kiểu. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn là nên nghe pháp thoại thay vì các bạn chọn cái hướng là các bạn quên đi muộn phiền giải trí bằng việc các bạn nghe nhạc, nghe cải lương, nghe ra. Thậm chí ở trong đây nó có đài FM đó, các bạn bấm FM nó sẽ dò nha, dò và nó chuyển kênh nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu các kiểu nữa. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn là phiên ảnh rồi nhạt nhẽo và những cái thứ game bọng này kia nó cũng có giá trị một phần nào đó về cái tính là mang tính là giết thời gian, giải trí tạm thời thôi. Nó không có mang lại giá trị nhân văn và sâu sắc, và nó không có làm thay đổi được cuộc đời của chúng ta, nó không làm chúng ta khá hơn, tốt hơn, sống tử tế hơn, sống văn minh hơn, sống có trí tuệ hơn, không có nha. Cái đó nó có thể là mang những cái thức ăn gọi là thức ăn nhanh, độc tố, nó đầu độc tâm hồn trẻ thơ, đầu độc người chơi, đầu độc người nghe, người xem, vì những cái thứ gọi là câu like, câu view, rẻ tiền để kiếm tiền thôi. Thì đây là một chiếc lõ vỏ hộp của sản phẩm này, thì về model sản phẩm, về hình dáng, gọi này là biểu cái hình ảnh của thành long ha. Màu sắc thì nó có màu vàng và màu xanh. Thì ở đây nó có thể đọc được định dạng MP3 các bạn ha. Pin thì nó xài pin 18650. Cái pin theo máy này là mình thấy là pin 18650 nó giỏm, nó nhẹ te. Nhưng mà sạc đầy pin thì các bạn có thể xài bộ sạc riêng, hoặc là những cái bút sạc dự phòng, hoặc là cắm vào cái chui ở trên phía trên đây này các bạn ha. Trong cái hộp sản phẩm thì nó sẽ có cáp đi kèm, là cái cáp mini ở dưới pin ha. Cái cáp này chúng ta cắm vào trên đây, và chúng ta cắm vào trong những cái cục sạc điện thoại để chúng ta sạc nó, thì thời gian sạc nó sẽ chậm hơn việc chúng ta lấy pin này ra ngoài và chúng ta cắm vào những cái bộ sạc chuyên dụng để dành sạc pin 18650 thì nó sẽ sạc nhanh đầy hơn nha. Thì các bạn nào mà muốn nghe lâu trâu hơn thì ở nhà có pin xe pin laptop, hoặc là những cái xe pin mà các bạn mua của Panasonic, của LG, của Samsung các kiểu, thì các bạn thay thế vào trong đây thì dung lượng đảm bảo là nó sẽ trâu hơn. Còn việc mà xài pin mà theo máy này á, thì nó nghe liên tục cũng khoảng hơn 10 tiếng rồi các bạn ha. Thì cái đó là vấn đề về pin và sạc pin, thì mình sẽ không có nói sâu về nó nữa. Thì ở bên đây nè, các bạn thấy là nó có những cái biểu tượng ở trên phần nắp này, là này là tai nghe nè ha. Còn này là cổng USB để đọc dữ liệu, còn này là để cổng sạc nè. Cái này là tăng giảm âm lượng khi mà chúng ta xe bánh xe này ha, tăng giảm âm lượng lên xuống cộng trừ nè. Cái này là cái loa này thì nó có công tắc nguồn. Chúng ta tắt và chúng ta kéo xuống thì nó sẽ mở lên. Nó sẽ nhớ mặc định cái bài nào chúng ta đang bắt.
ở đây nó có dãy số từ 1 đến 9 và 0, thì nó giống như hát karaoke vậy các bạn ha. Trong đây 1210 bài này thì nó sẽ có thứ tự và nó có cái mục lục để cho chúng ta tra, và chúng ta muốn bấm bài nào thì chúng ta có thể là bấm một cái bài đó. Ví dụ là mình chuyển phím M qua cái chế độ đọc thể nhớ ha. Phải suy nghĩ chút đã ha. Bấm nút FM thì nó sẽ chuyển qua chế độ gà đài. Nhưng mà chúng ta bấm phím M thì nó sẽ nhảy qua cái chế độ đọc thể nhớ, và bấm tiếp tục nữa thì nó sẽ đọc dữ liệu từ USB, nếu mà có đang cắm USB có dữ liệu file MP3 trong đây. Ha, còn cái phím này thì chúng ta có thể là bấm bắt bài về trước một bài, ví dụ bài số 2 nó sẽ về bài số 1, còn bài số qua phím này thì nó sẽ về bài số 3 ha, từ số 2 nó qua số 3. Còn nếu mà các bạn muốn file nó lại khi mà đang nghe thì các bạn sẽ bấm cái nút này, nút chính giữa này. Thì đây là mình chỉ về các bạn về cách xài nó ha. Đó, thí dụ bài số 2 đi, mình muốn ngừng giữa chừng á thì mình sẽ bấm pause lại. Nó sẽ hiện trên màn hình là chữ pause này ha. Thì cái loa này có cái hay á là bạn nghe tới đâu nó sẽ nhớ tới đó, các bạn tắt nguồn mà mở lên thì nó sẽ phát đúng cái đoạn mà pháp thoại mà nó đang phát lửng dững đó. Tại vì những cái bài pháp thoại này có những cái bài rất là dài các bạn ha, kéo dài, những thầy mà giảng mà hàng tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Thì cuộc sống quá vội vã hấp tấp rồi, các bạn đừng có phàn nàn là tại sao mà thầy nói chuyện buồn ngủ quá, thầy nói từ tốn quá, nói chậm quá. Các bạn sống vội vã chưa đủ khổ sao mà các bạn nghe pháp thoại để cho nó sâu lắng, cho nó hiểu, thấu hiểu ra và truyền đạt được cái nội dung để khiến bạn phải suy nghĩ, bạn hiểu, thì các bạn lại chắc nhất. Mình thấy nhiều bạn comment trên những cái clip pháp thoại của các thầy đó, đủ thứ kiểu các kiểu hết trơn, khen chê, rồi nhiều người tỏ thái độ bực bội vì nó lâu, nó dài, nó buồn ngủ vậy đó. Các bạn ở đó thì có duyên nhưng mà chưa có đủ. Nghe, thật ra nghe pháp thoại là một cái phước lớn của đời người chúng ta nha. Có trường học, thầy cô, cha mẹ của chúng ta chưa chắc là dạy chúng ta biết được những thứ nó có trong đây đâu. Nó là những cái thứ quy luật của cuộc sống, quy luật của vũ trụ để chúng ta hiểu rõ, để chúng ta có thể là chuyển hóa nó và chúng ta chấp nhận nó, không có bị miễn cưỡng, là kiểu kìm nén các bạn nha, bỏ qua. Mà những cái người ít giận, khó giận, một khi đã giận là giận rất là lớn, rất là cơn thịnh nộ, nó như là một cái lò xe xo bùng nén lâu ngày, và nó có một cái tác động từ bên ngoài nào đó, nó sẽ bị sức cái chốt gài và nó công lực của nó rất là mạnh. Chuyện này mình cũng đã từng trải qua rồi các bạn ha. Thì nói nhiều với các bạn quá thì các bạn cũng nói mình dạy đời mình cũng khổ. Thực ra đây là cái chia sẻ về cái nỗi lòng của mình thôi. Tại vì mình thấy các bạn trẻ ngày hôm nay á là cũng có một cái phần mà trong cái quá khứ của mình nó cũng từng trải, là không có, mặc dù mình không phải là cái dạng cứng đầu, mình rất là cái ham học hỏi, nhưng mà có kiểu là như nãy giờ mình nói là chưa gặp chuyện gì, chưa gặp sóng gió thì sẽ không có quan tâm tới đời sống tâm linh, không có quan tâm gì việc nghe pháp thoại, không có tìm hiểu về kinh Phật hay là tôn giáo gì hết á các bạn. Cái này là bệnh chung luôn á. Thì bạn nào có duyên duyên đối với mình, không phải là duyên không mà là gọi là nhân duyên, tức là cái điều kiện, cái duyên là cái bên ngoài, còn cái nhân đó là ở trong cái con người chúng ta ha, cái tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải có ý định, chúng ta phải có suy nghĩ, là chúng ta tìm kiếm những cái giải pháp hoặc là cái phương cách nào thì chúng ta có thể tiếp cận được nó thôi. Còn các bạn mà cứ miễn cưỡng mà các bạn nghe, hoặc là các bạn cứ từ chối hiểu thì nó rất là khó để thay đổi. Muốn thay đổi người khác thì bản thân mình phải thay đổi, phải hiểu rõ và thay đổi trước tiên thì nó mới có khả năng. Còn cái việc mà mình đã thay đổi được rồi thì chưa chắc hẳn là mình đã thay đổi được người khác nữa, nhưng mà mình cứ gieo những cái nhân lành, cái duyên lành, cái duyên tốt đi. Cái quan điểm của mình là biết trước cái đã, còn cái mọi chuyện thì nó tùy căn cơ vào mỗi người nữa. Thì có nghĩa là có người là giác ngộ sớm, sống trong tỉnh thức sớm, thì do những họ thu thập
ở trong cái quá khứ những cái điều kiện nó đầy đủ hơn, hoặc là gặp những cái khó khăn chắc trở khiến cho cái nội lực của chúng ta nó mạnh hơn. Khi mà chúng ta nghe được những cái bài pháp thoại, chúng ta hiểu một cách là sâu sắc và nhanh hơn những cái người mà chưa từng trải. Rồi, cảm ơn các bạn nha, đã xem theo dõi cái clip mà chia sẻ về cái lo hạnh phúc, cái lo bình an, cái lo diệt trừ ma quỷ, cái lo pháp thoại này. Các bạn hay thì thấy mà đồng cảm thì các bạn bấm nút like cho mình, comment, mình sẽ trao đổi thêm, hoặc là chia sẻ cho mọi người cùng biết ha, về cái chiếc lo này. 1200 bài pháp thoại, các bạn có thể mua về tặng người thân, gia đình, ba mẹ ở dưới quê. Không cần phải có smartphone, không cần có internet, không cần có gì hết. Chỉ cần là bật lên là nghe, mở nghe suốt luôn các bạn ha. Đừng có ngại nghe. Nó mỗi phút, mỗi giây chúng ta nghe là chúng ta sẽ chuyển hóa được rất là nhiều trong cái đời sống. Chúng ta sống tốt hơn, chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Chứ không phải là giờ là có tiền nhiều là chúng ta có hạnh phúc. Có được nhiều người yêu thương, có được người thương quan tâm thì chúng ta hạnh phúc. Chúng ta luôn mong chờ vào những thứ bên ngoài, mà cuộc đời nó đâu có như mơ các bạn ha. Các bạn trông chờ vào vẻ bề ngoài, những bạn nào mà vẻ bề ngoài mà chăm chút nhiều thì cái nội tâm rất là yếu các bạn ha. Rất là dễ bị sa ngã, rất là dễ bị đổ vỡ, rất là dễ bị điều khiển, rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái môi trường xung quanh. Rồi, đây là lúc chúng ta trở về tìm hiểu nội tâm của chúng ta, quay nhìn vào bên trong, thấu hiểu và thay đổi, chứ không phải là chờ vào những cái yếu tố môi trường tác động từ bên ngoài, từ vật chất, từ của cải, từ những người khác nữa. Rồi, hy vọng là các bạn cũng sẽ tìm được những cái điều hữu ích cho riêng và áp dụng cho cái đời sống, cho cái cuộc sống của các bạn nó tốt hơn nha. Cảm ơn các bạn.